cũng hơi khó, thì tôi tạm là liệt kê ra một vài cái khó và tôi cũng liệt kê luôn một vài những cái chia sẻ và kinh nghiệm triển khai VIP. Thì đối với chúng tôi cái khó quan trọng nhất là đây là những cái chuẩn mực rất là mới và nó cần phải có thời gian lĩnh hội. Thế thì ở VIP thì một là chúng tôi có được cái sự quan tâm sát sao, đầu tiên là cấp hội đồng quản trị từ việc hoạch định chiến lược. Thì một khi phải có được cái phê duyệt về mặt định hướng chiến lược là triển khai những cái trụ cột này, thì ở đó thì chúng tôi mới có cơ sở để triển khai. Thì sau khi đã có những cái định hướng hoạch định về mặt chiến lược của hội đồng quản trị, thì ở dưới cấp ban điều hành chúng tôi phải bố trí sắp xếp nhân sự, dành cái nguồn lực thời gian về mặt vốn, về mặt tiền, về mặt con người đó, để mình thực hiện nghiên cứu về các chuẩn mực đó. Những cái nào khó quá thì mình cũng phải mời tư vấn vào để họ hỗ trợ cho mình đào tạo chuyển giao công nghệ, hay là có những cái mà chúng ta thấy rằng cần phải dữ liệu lớn thì phải có những đầu tư về mặt là hệ thống. Thì tôi nghĩ rằng là với những yếu tố như vậy nó phải kết hợp thì mới có thể đảm bảo triển khai thành công những các nội dung 3.2. Còn thực sự là các nội dung nào thì nó cũng có rất là nhiều điểm khó, chứ nó cũng khó để có, còn nó khó nhất.